Quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau trong cái video clip ngày hôm nay. Thì hôm nay bác sĩ Tùng sẽ nói cho các quý vị và các bạn được biết bốn cái lợi ích khi mình tiêm vaccine phòng chống Covid mà hầu hết chúng ta không biết cái lợi ích của nó như thế nào. Thì cái lợi ích đầu tiên ấy, khi mà mình tiêm vaccine phòng Covid thì nó sẽ làm giảm cái nguy cơ mắc Covid cho mình. Đó là cái lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai là khi mà mình đã được tiêm vaccine phòng Covid rồi ấy, thì nó sẽ làm giảm cái nguy cơ bệnh trở nặng cũng như cái nguy cơ giảm cái nguy cơ tử vong cho mình nếu mà mình mắc Covid lại. Cái lợi ích thứ ba là khi mình đã tiêm vaccine chống Covid rồi ấy, thì cái tải lượng cái virus mà Covid ở trong con người của mình khi mà mình mắc lại sau khi mình đã tiêm thì cái lần tải lượng nó rất là ít và nó sẽ giảm cái nguy cơ mắc Covid cho những cái người xung quanh. Và cái lợi ích thứ tư mà nó cũng cực kỳ quan trọng đó là nó sẽ tạo cái miễn dịch cộng đồng cho chúng ta. Thì khi đã tạo được miễn dịch cộng đồng rồi thì nó sẽ tạo làm giảm các cái nguy cơ mắc bệnh cho tất cả mọi người chúng ta. Thì đó là bốn cái lợi ích sau khi mình tiêm vaccine phòng chống Covid. Xin cảm ơn.